Tử vi chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016 của 12 con giáp. Bước sang ngày mới, người tuổi Thìn cần học cách xu nịnh một chút để mọi việc tiến triển tốt hơn. Còn các con giáp khác sẽ như thế nào? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tuổi Tý. Tử vi 12 con giáp ngày 30 tháng 10 năm 2016, Dậu Tuất bất sinh Tý Thủy, đôi bên đều vượng, nhưng vượng mà lại bất sinh. Vì vậy, công việc của người tuổi Tý sẽ gặp nhiều sóng gió trùng trùng. Mặc dù có nhiều ý tưởng sáng tạo, nhưng bản mệnh lại không thể thực hiện chúng do cấp trên chưa thực sự hài lòng với những ý tưởng đó. Người tuổi Tý cũng cần thận trọng với các công việc có liên quan đến giấy tờ, văn bản, hợp đồng. Người tuổi Tý nên tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ ở chốn công sở, vì vận đào hoa xuống dốc nên bản mệnh dễ vướng vào họa thị phi công sở. Vì một vài lời nói lúc mất bình tĩnh mà trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Ngày âm khí nặng nề, người tuổi Tý cần tránh lui tới những nơi nhiều âm khí như nhà xác, bệnh viện, nghĩa trang, ao hồ nước sâu để phòng rủi ro. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên dành thời gian để rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa nhiễm bệnh trong tiết khí xương giáng. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. Tuổi Sửu. Tử vi ngày 30 tháng 10 năm 2016, mối quan hệ tam hợp kim cục giữa Dậu Kim và Sửu Thổ mang lại nhiều màu sắc tươi mới cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu vào hôm nay. Với những bản mệnh làm quản lý thì lời nói rất có trọng lượng, không chỉ khiến cấp dưới mà còn đối tác cũng phải khâm phục. Bản mệnh có thể nhanh chóng tiến hành thực hiện các cuộc đàm phán hoặc ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông, bản mệnh cần chú ý quan sát, không để lơ là mất tập trung mà vướng vào họa huyết quang, không chỉ khổ mình mà còn khổ cả những người xung quanh nữa. Vận đào hoa của người tuổi Sửu còn độc thân khá vượng trong hôm nay, có thể bản mệnh sẽ nhận được một vài lời mời đi ăn uống, đi chơi từ người khác phái. Dù vậy, ngày có âm khí nặng nề, đừng nói tới chuyện buồn khiến cho không khí bị trầm xuống. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu, quý nhân phù trợ Tý, Tỵ, Dậu. Tuổi Dần. Tinh thần làm việc phơi phới nên công việc của bản mệnh Dần Mộc trong ngày hôm nay diễn biến thuận lợi. Bản mệnh được cấp trên chiếu cố, giao phó vài công việc quan trọng. Đừng vì thế mà tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn, đồng nghiệp thêm phần ganh ghét, đố kỵ, ảnh hưởng xấu tới vận đào hoa. Vận đào hoa của người tuổi Dần hôm nay cũng không được rực rỡ, bản mệnh rất dễ vướng vào tranh cãi với mọi người xung quanh về quan niệm sống. Những bản mệnh đã lập gia đình thì nảy sinh mâu thuẫn với người nhà, bố mẹ và con cái không có quan điểm đồng nhất. Âm khí nặng nề, bản mệnh nên hạn chế ra ngoài vào buổi tối, nếu bắt buộc phải đi thì nên rủ cả người khác cùng đi. Bản mệnh nên đi ngủ sớm, trước khi ngủ cần kiểm tra cửa nẻo cẩn thận để phòng gió lạnh ùa vào, gây cảm mạo. Con số may mắn 1, 3, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Ngọ. Tuổi Mão. Hôm nay, Mão Mộc và Dậu Kim xung khắc bất thuận, bản mệnh cần chú ý thận trọng với mọi lời nói của đối tác, khó có thể tránh được cảm giác thất vọng do đối phương thất hứa hay hủy hẹn. Trước khi đặt bút ký vào bất kỳ văn bản, hợp đồng nào thì cũng nên đọc kỹ, chỉ một sai sót nhỏ cũng khiến cho bản mệnh phải trả giá đắt. Công việc nhiều, thời gian lại gấp rút nên bản mệnh cảm thấy khá áp lực và căng thẳng. Cứ bình tĩnh giải quyết, không nên nóng nảy mà có những hành động thái quá hay những lời nói không hay ảnh hưởng tới mối quan hệ của bản mệnh và những người xung quanh. Vận đào hoa từ đó cũng giảm xuống nghiêm trọng. Dậu Kim phương Tây, chủ bạch hổ nên bản mệnh Mão dễ phạm đau sát, bị thương và có sẹo. Người tuổi Mão cần thận trọng, hạn chế dùng dao và kéo hoặc những đồ vật sắc nhọn vì Mão tọa hành mộc, khi gỗ bị nứt thì khó mà lành được. Con số may mắn 1, 3, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ và 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, nâu, quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi, Tuất. Tuổi Thìn. Tử vi ngày 30 tháng 10 năm 2016 của người tuổi Thìn không có nhiều biến động, bản mệnh cần giữ vững năng lực của mình. Bên cạnh đó cũng cần học cách xu nịnh một chút với cả đồng nghiệp và cấp trên thì sự nghiệp mới có khả năng thăng tiến được. Với những bản mệnh sau bao năm cố gắng mà vẫn không đạt thành tích gì thì nên xem lại phong thủy bàn làm việc của mình. Bàn làm việc gọn gàng và ngăn nắp luôn luôn mang lại nhiều may mắn. Vận đào hoa khá rực rỡ, những bản mệnh còn độc thân nếu trong lòng đã có hình bóng của một ai đó thì nên mạnh dạn bày tỏ, đừng sợ thất bại, hạnh phúc do mình nắm giữ, dù có ra sao đi nữa thì cũng không hề hối hận. Tiết khí xương giáng, đôi khi trời âm u, không khí trầm xuống, người tuổi Thìn dễ cảm thấy uể oải, tinh thần vô cớ mà phiền muộn. Bản mệnh nên tránh việc tiếp nhận những thông tin buồn như chuyện buồn hoặc một bộ phim tâm lý rất mướt. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu.
quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tuổi Tỵ, nhờ mối quan hệ tam hợp kim cùng Tỵ, Dậu nên tử vi hôm nay của người tuổi Tỵ cánh buồm gặp gió lớn, bản mệnh sẽ có cơ hội thể hiện năng lực lãnh đạo, khả năng chỉ huy và điều phối công việc. Nhưng nếu muốn mọi chuyện được hoàn hảo, đồng nghiệp thân thiện hơn, cấp trên ưu ái hơn thì bản mệnh nên bớt cứng nhắc, bớt nguyên tắc đi một chút. Vận tình cảm của người tuổi Tỵ cũng khá tốt, cơ hội hẹn hò tăng cao, bản mệnh có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Những bản mệnh đang yêu đương thì nên nói những lời ngọt ngào và dành cho nhau nhiều thời gian hơn nữa. Sức khỏe của người tuổi Tỵ khá ổn định, tuy nhiên trong tiết khí dương giáng, bản mệnh nên chủ động trong việc rèn luyện, nâng cao sức đề kháng cho bản thân. Trời chuyển dần sang đông, nhiệt độ giảm xuống đáng kể, hệ hô hấp rất dễ mắc bệnh, nhất là với những bản mệnh lớn hoặc nhỏ tuổi. Con số may mắn 0, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, tím, cam, quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. Tuổi Ngọ, người tuổi Ngọ khá kiên cường, chịu áp lực công việc tốt, dám đương đầu với khó khăn nhưng lại thiếu kiên trì nên sự nghiệp khó có thể thăng tiến và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không hề thuận lợi, mâu thuẫn rất dễ xảy ra trong quá trình làm việc theo nhóm. Bản tính của người tuổi Ngọ cũng hay soi mói, điều này khiến cho mọi người xung quanh có chút khó chịu, đặc biệt là với người vợ, người chồng của mình. Cuộc sống có những vấn đề cần sự nhìn nhận đơn giản hóa, bản mệnh nên bớt để ý, bớt soi xét hơn một chút thì mới có thể đảm bảo hạnh phúc gia đình. Hôm nay, bản mệnh tuổi Ngọ nên hạn chế sử dụng máy tính hoặc xem TV trong thời gian dài, như vậy sẽ không tốt cho mắt. Đi ra ngoài đường nên đeo kính để vừa tránh bụi vào mắt, vừa bảo vệ mắt khỏi tác nhân tia cực tím. Còn số may mắn 0, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng, tím, cam, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tuổi Mùi, nhờ có nhiều cát tinh ngự trị mà vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi trong hôm nay như đóa hoa hồng mùa xuân, bản mệnh sẽ nhận được những trọng trách mới. Tuy nhiên, đây là khó khăn nhưng cũng chính là bàn đạp để đưa người tuổi Mùi lên một nấc thang mới trong sự nghiệp. Vận tình cảm của người tuổi Mùi trong hôm nay cũng khá tốt đẹp, bất luận là quan hệ nào cũng đều ổn. Với đồng nghiệp, nếu trước kia có mâu thuẫn thì mọi hiểu lầm cũng sẽ được hóa giải, còn nếu tình cảm đã tốt thì lại càng tốt hơn. Âm khí vượng nên người tuổi Mùi cũng tích cực vận động, buổi sáng nên dậy sớm phơi nắng, hấp thụ dương khí thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi. Tuổi Thân, hôm nay kim khí vượng, nhiệt độ giảm mạnh, mùa đông chuẩn bị đến. Nếu dậy sớm, người tuổi Thân sẽ nhìn thấy được một lớp sương mỏng vương trên cành lá và không khí buổi sáng sớm cũng làm cho bản mệnh thấy dễ chịu, thoải mái hơn, tinh thần phơi phới, hiệu suất công việc tăng cao. Tuy nhiên, kim khí quá mạnh lại ảnh hưởng không tốt tới vận trình tình cảm. Bản mệnh tuổi Thân đừng nên quá lạnh lùng mà bỏ qua những cơ hội tốt hay làm người khác khó chịu. Bản mệnh cần hòa đồng hơn, nhất là trong thời gian làm việc theo nhóm cùng đồng nghiệp. Do tiết khí dương giáng, kim khí lại quá mạnh nên người tuổi Thân thỉnh thoảng có chút ớn lạnh, nhất là lòng bàn chân, bàn tay. Bạn có thể xoa hai tay vào nhau hoặc ngâm chân với nước gừng ấm sẽ khiến lòng bàn chân ấm hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ nên đóng hết cửa sổ để phòng gió độc ùa vào, cơ thể nhiễm lạnh. Con số may mắn 6, 7, 8, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường xám, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Tỵ. Tuổi Dậu, trời càng lạnh thì người tuổi Dậu càng trở nên lười biếng, bản mệnh thiếu tập trung khiến cho công việc không thể hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả cũng không cao. Tử vi sự nghiệp của người tuổi Dậu tối tăm và u ám, cấp trên phê bình, đồng nghiệp cũng tỏ rõ thái độ không muốn hợp tác, mối quan hệ tương hình Dậu Dậu cũng không tốt. Bản mệnh dễ dàng nổi nóng nên việc phát sinh mâu thuẫn, tranh cãi với đối phương là việc không thể tránh khỏi. Vợ chồng tranh cãi với nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt thường ngày. Người tuổi Dậu cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi và uể oải, đầu óc căng thẳng, chớ nên ra mình trong một bức tường tịch mịch, nên chú ý lựa chọn trang phục phù hợp, không nên chủ quan ăn mặc phong phanh. Con số may mắn 6, 7, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, ánh kim, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ. Tuổi Tuất, mặc dù là ngày nghỉ nhưng người tuổi Tuất cũng chẳng thể được nghỉ ngơi thoải mái, do phải chịu sự ảnh hưởng của mối quan hệ lục hại Dậu Tuất mà bản mệnh dễ bị người khác cản lối, bị người thân hãm hại, công việc đi xuống mà chuyện tình cảm cũng không yên. Người tuổi Tuất dù bản tính chịu khó nhưng ngày hôm nay lại thiếu đi sự chuyên tâm trong công việc, dù là việc nhà nhưng cũng dễ để xảy ra sai sót như rơi vỡ, đổ vỡ, rách hỏng. Khi sử dụng dao kéo, người tuổi Tuất cũng nên đề phòng họa huyết quang tiềm tàng.
Vận đào hoa không được như ý, các bản mệnh nam nên chú ý, không nên lui tới những nơi ồn ào như quán bar, hộp đêm để phòng họa tử sắc ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Khi giao tiếp với đối phương cũng nên nhẹ nhàng, không nên to tiếng, cả hai cùng phải có trách nhiệm chăm lo cho con cái và làm công việc nhà. Con số may mắn 2, 5, 8, 9, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ và 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, trắng, nâu, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ, Mão. Tuổi Hợi, để tránh cho vận trình đi xuống thì hôm nay người tuổi Hợi nên kiềm chế một chút, đôi khi nóng nảy quá sẽ khiến cho mọi việc vượt quá tầm kiểm soát, đặc biệt là trong công việc, bản mệnh nên tôn trọng đồng nghiệp hơn, chớ nên nảy sinh mâu thuẫn khiến cho hiệu quả công việc bị giảm xuống. Trong mối quan hệ với gia đình, quan hệ vợ chồng, bản mệnh nên mềm mỏng, giữ hòa khí hơn là nóng nảy và gia trưởng, nhất là các bản mệnh nam. Những bản mệnh nữ cũng nên thông cảm cho chồng của mình làm việc cả ngày vất vả, nên đừng đưa ra những đòi hỏi quá đáng khiến cho người đó cáu gắt. Trong âm khí, người tuổi Hợi cần đề phòng bệnh thận hư, bản mệnh nên uống nhiều nước, giảm bớt lượng muối trong khẩu phần ăn và từ bỏ rượu bia thuốc lá. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ Mùi, Mão, Dần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi của Lịch Ngày Tốt. Để xem thêm các thông tin hấp dẫn khác, mời các bạn truy cập vào website lichngaytot.com hoặc fanpage Lịch Ngày Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.